Vâng, xin các quý vị thay cho hai chồng một chồng có tay thật. Xin cảm ơn hai gia đình. Xin mời bố mẹ hai bên chúng ta chê cho thua. Thưa tổ nhà Thái Hà Vâng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi sẽ uôn lời thề tuyên cho ảo thông. Đó là nó cô thưa tổ hành à, cũng sẽ đọc một thề cho ảo thông giá lớn đủ cho trề lớn đủ chọn thua của phụ gì. Vâng, thưa quý vị, quý khách có thể rằng dù nhiều khó hay giàu sang, dù đau đớn, khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù và phải bất kỳ phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng suốt một đời, một kiếp, chọn đời này, chọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn của anh còn tồn tại trên trái đất này, anh sẽ mãi mãi yêu Loan. Anh Thắng, anh có đồng ý chọn đời này, gắn kết cuộc đời này với em Loan mãi mãi không? Có. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Chị Loan, chị có thể rằng dù bần cùng hay tột đỉnh vinh quang, dù gặp bất hạnh hay hương hạnh phúc, dù đứng trước bão tố hay đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, đau yếu, bệnh tật hay khỏe mạnh, vui sướng đời này kiếp này cho đến bất tận, cho dù đến khi không còn nguyên mẹ thể xác và linh hồn, dù thời gian, chị vẫn mãi mãi yêu anh Thắng, trân trọng bảo vệ, mãi mãi luôn là điểm tựa, là nơi anh Thắng có thể tin tưởng. Vâng, chị Loan, chị có đồng ý gắn kết cuộc đời mình với anh mãi mãi không? Có. Vâng, như vậy lời thề của cô dâu chú rể chúng ta, các cô dâu chú rể đã thề xong, đúng không ạ? Như vậy luôn luôn cho thua cô phụ gì đã lo anh Thắng hà ta cô nhà dù đó cả nó pe ô tô luôn nô hay pe plu pe gió nhé hay là pe muộn bóng muộn gầy hay là pe lờ pe khí hại lề lò cô sẽ lộn loạn mãi mãi, cô sẽ dọn kho chia khi loạn lo dựa lo kho chia của loạn sẽ lo dựa ô tài chính này. Hoàn toàn là hà ta anh Thắng có chi hai tao cả nó cô dù là dù nhua ta ai cô giờ có đây lò cô khí hài hay là cô phùa lên lò có cô vẫn là luôn có tài trí này có nên khai hà tư nã chi ở to cho nhua đám có luôn luôn chúng vào đây là trả chi nam mô chú giờ phụ giờ gì đây đó đó ai cứ nhà nã chi ở to mấy cứ yên tâm chú có luôn luôn chọn tua là trả chi nam mô chú sẽ chi vi phạm nên khai đây. Phần tiếp theo là phần rót rượu cảm ơn bố mẹ, lời chân tình của bố mẹ, công cha. Vâng, ly rượu tràn đầy hạnh phúc, rượu nồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chống già, ân sâu nghĩa nặng như là biển đông. Vâng, chén rượu của chúng con cũng dâng lên cha mẹ hôm nay như là lời tri ân với các đấng sinh dưỡng tục đã cho chúng con một hình hài, một cuộc sống, cho dù phải hy sinh cả cuộc đời và hạnh phúc của mình. Na hà si của chớ mình tờ mua mê của hà mua phụ, na hà si tờ nò của chớ mình tờ mua mê của hà mua dìa. Ấy, ô trời mẹ, cô thích khỏi chia nào từ mẹ. Ơi, giá ni, ô trời mẹ, mẹ dù lo bề bằng, giá ni bằng y lô xa, bằng đi cho ninh trang. Cho lỗ phơi mẹ lũ này ta ha dù lo tư bề, mẹ dù vô tô bề lũ nò, lũ nò bề. Thích khỏi chia nào từ mẹ nà si ở to. Chúc từ mẹ, nhỏ lở nhỏ tia, trời bằng bề lũ này hẳn ơn. Vâng, kính thưa các quý vị, trong cuộc ngày hôm nay, kính thưa quý vị, trong cuộc vui ngày hôm nay chúng ta không thể không nhắc đến các bậc cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục đôi bạn trẻ của chúng ta. Ai đã biết rằng dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm bộ phận. Những xin mời chúng ta quay mặt vào nhau. Xin mời chúng
Các quý vị thưa quý khách, chúng ta hãy quay mặt lên sân khấu để xem cô dâu chú rể của chúng ta, hai người đẹp nhất dạng người nhất ngày hôm nay, chặn trái tim cho nhau. Xin chào chào mọi người. Ly rượu trao trái tim hạnh phúc để nói lên rằng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 2 năm 2022, anh Thắng và chị Loan đã chính thức lên vợ chồng. Từ đây họ sẽ cùng nắm chặt tay nhau xây dựng cuộc sống mới của mình. Mời quý vị cho một tràng pháo tay lớn nữa động viên các bạn trẻ của chúng ta xây dựng gia đình của mình trở thành một dân văn hóa. Xin chân chào chúng ta trong một tràng pháo tay lớn ạ.